Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng với Phước Lộc, Cẩm Ánh, Đăng Khoa và Ngọc Hân. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được bình an và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2011, theo lịch phục vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 20 mùa thường niên. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có: thứ Hai ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng. Thứ Ba ngày 16 tháng 8, lễ Thánh Stefano Vua Hungary, lễ nhớ. Thứ Sáu ngày 19 tháng 8, lễ Thánh Gioan Eude, linh mục, lễ nhớ. Thứ Bảy ngày 20 tháng 8, lễ Thánh Bernardo, viện phụ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội Hoàn Vũ, cuộc phỏng vấn của cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh tại Việt Nam, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa cực thánh, quyền phép vô song, hằng yêu thương nhân loại tội lỗi, xin cho chúng con luôn ý thức Thiên Chúa là tình yêu và giàu lòng thương xót, để chúng con cố gắng thực thi công bằng bác ái và hết lòng yêu thương mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng luôn hăng say phụng sự Chúa trong khiêm nhu. Và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần và xin rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: Lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Này bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Kính thưa anh chị em, có không ít người tâm sự thế này: là con tin Chúa, con tin Đức Mẹ lắm, nên Chúa Mẹ thương con lắm, xin cái gì cũng cho hết. Nghe thế thì thưa anh chị em, mình cũng mừng cho họ, nhưng mà chợt trong lòng nảy lên một cái thắc mắc là nếu những điều họ xin, nếu những điều họ mong ước mà nó không xảy ra, thì họ có còn tin Chúa, tin Mẹ nữa không? Nếu mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, xin gì được đó, thì cái hành trình đức tin của mình sẽ dễ dàng qua. Thế nhưng nếu như mà hành trình đức tin đó có sóng gió, nếu những cái lời nài van của mình như cho con cái ngoan ngoãn, cho gia đình bình an, cho cái công ăn việc làm vững chắc, nó không xảy ra như ý, thì thử hỏi đức tin của mình sẽ ra sao? Thử hỏi khi niềm tin bị thử thách thì anh chị em có thay đổi như thế nào? Cái hình ảnh của người đàn bà trong bài phúc âm ngày hôm nay đáng cho chúng ta chiêm ngắm lắm. Kinh Thánh kể rằng khi mà Chúa Giêsu lên cái vùng cực bắc của nước Do Thái, ra khỏi Galilê để vào Tyro và Sidon, hầu tìm một cái nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, thì có một người đàn bà ngoại giáo xuất hiện
và quấy rầy Ngài. Bà cứ chạy theo năn nỉ xin Chúa chữa cho đứa con gái đang bị quỷ ám. Trước một cái lời cầu xin chân thành và tha thiết như vậy mà Chúa Giêsu lại im lặng. Kinh Thánh kể là Ngài không đáp lại lời nào. Thưa anh chị em, tại sao trước một cái lời cầu xin chính đáng như thế mà Chúa lại làm thế? Rồi khi không làm thế nữa thì Chúa lại nói một câu như thế: người cầu xin kia không đáng hưởng ơn. Và ta chỉ được sai đến cùng con cái Israel thôi. Như thế người đàn bà kia là thành phần dân ngoại, không phải là con cái Israel, cho nên Ngài không cho gì hết. Nếu đặt mình trong cái hoàn cảnh của người đàn bà đó, anh chị em sẽ có phản ứng như thế nào? Mình đang có nhu cầu khẩn cấp đến xin Chúa thì Chúa làm thế, ráng xin nữa thì lại có những cái dấu chỉ cho biết là Chúa không muốn ban cho điều mình xin. Chắc thì thôi dẹp xin cho rồi. Không chừng có khi còn dẹp Chúa qua một bên luôn. Có lẽ cái thái độ bình thường của chúng ta là thế. Nhưng với người đàn bà ở trong phúc âm này, mặc dầu Chúa không trả lời, mặc dầu khi Chúa trả lời là một cái câu từ chối, thì bà vẫn cứ sáng tới lạy Ngài xin thương xót tôi. Trước thái độ kiên trì của bà, Chúa Giêsu đã nói một câu, thưa anh chị em nghe qua chắc mình cũng sẽ nổi nóng mật: người ta không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó. Im lặng rồi từ chối, bây giờ lại còn như muốn sỉ nhục con người ta, xin lỗi, như chó nghĩa là thế này. Có lẽ trong trường hợp như thế kia, chắc là ta sẽ tự ái, khó chịu và thôi, nghỉ chơi Chúa luôn. Thế nhưng người đàn bà ngoại giáo đó vẫn chưa bỏ đi, vẫn còn tranh luận với Chúa nữa chứ. Và những gì mà chúng ta nghe được trong lời tranh luận kia không phải là một cái sự cay chua hờn giận hay là than trách, nhưng trái lại là một cái tâm tình khiêm tốn. Chính cái lòng khiêm tốn và sự kiên trì này đã trở thành cái phần thưởng cho bà. Chúa nói thế nào? Bà muốn sao thì được như vậy. Điều gì đã làm cho bà khiêm tốn và kiên trì như vậy thưa anh chị em? Thưa, đó là tình yêu. Bà yêu con, thương con, nên bà kiên trì, bà hạ mình, bà chấp nhận sự hèn hạ để xin cho được một cái ân huệ. Ân huệ không cho bà, nhưng là cho con của bà. Tưởng là những cái chuyện này chỉ có trong Thánh Kinh, nhưng thưa anh chị em, nó còn có ngay trong cái đời thường ấy. Mới đây tôi có đọc được cái câu chuyện thuật lại là một bà già người Việt Nam kia, tuổi là cũng thất thập cổ lai đi rồi, con cái bà thì đều đi vượt biên sang Mỹ và thành công lắm. Đứa con trai út ngày xưa vì còn nhỏ, bà không dám cho nó đi với anh chị, giữ lại với bà ở Việt Nam. Nó có một điều là thằng út này là một đứa con hư thân, nghiện ngập xì ke ma túy. Lúc còn ở Việt Nam, bà đã từng phải ra hầu tòa bán nhà bán cửa vì nó. Thế rồi được bảo lãnh qua Mỹ, nhưng mà đứa con út vì trên 25 tuổi cho nên không được đi theo. Khi mà qua Mỹ thì tâm trí của bà cứ quay cuồng một điều là làm sao để bảo lãnh thằng con sang đây. Dẫu rằng chẳng có anh chị nào muốn bảo lãnh một cái thằng em hư thân nghiện ngập xì quê như thế về nhà. Thế rồi bà ráng học tiếng Anh, cố gắng nhồi nhét vào cái bộ óc già nua của mình tên của ông tổng thống này, tên của tiểu bang kia, cố gắng nhớ bao nhiêu ngôi sao, bao nhiêu gạch đỏ trên cờ của Mỹ. Bà cố gắng học để mà thi vào quốc tịch, mà không phải để được trợ cấp, nhưng để bảo lãnh đứa con luôn. Có được
đồng tiền trợ cấp nào hay là đứa con nào mà nó biếu xén cho thì bà đều cho vào nhà băng, dành dụm cho đứa con sắp qua. Và cuối cùng thì thằng con út cũng đoàn tụ với bà. Nhưng mà không lâu sau khi đến Hoa Kỳ, dù được mẹ khuyên nhủ dạy dỗ, thằng con nó lại hút xì ke và nướng sạch số tiền của bà mẹ vào casino, mà rồi lại còn tham gia vào một cái băng cướp, để cuối cùng đó là vì một án mạng mà nó bị kết án tù chung thân. Và rồi từ đó, thưa anh chị em, cứ hàng tháng bà lại đi thăm nuôi con, dù bây giờ bắt đầu đau yếu rồi. Khi không có ai chở bà đi thì bà đi xe bus, và một ngày kia thì bà bị xỉu ở trên xe. Người ta đưa bà vào nhà thương cấp cứu, và trong cơn hấp hối bà chỉ tha thiết xin một điều là cho tôi được gặp lại con trai tôi một lần cuối. Nhưng chính quyền không thể nào đáp ứng được cái ước nguyện của bà, và cuối cùng thì bà chết. Có nhiều người khâm phục tình mẹ, nhưng mà cũng có mấy đứa con nó lại nói: phải chi mẹ đừng có dại dột mà đưa cái thằng mất dạy nó sang đây. Nhưng thưa anh chị em, tình yêu của người mẹ trên đây lớn quá, nhưng tất cả cũng chỉ là cái bóng hình để diễn tả về tình yêu của Thiên Chúa thôi, qua cái hình ảnh của bà mẹ Việt Nam, và qua cái hình ảnh của một người đàn bà xuất ngoại yêu thương con mình. Chúng ta được mời gọi để đọc cho ra cái tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta có khác gì đứa con bị quỷ ám của người đàn bà xuất ngoại đâu? Chúng ta có khác gì đứa con ngang ngược nghiện ngập trong đam mê tội lỗi đâu? Nhưng Thiên Chúa, nhưng người mẹ hiền vẫn cứ luôn yêu thương, vẫn cứ hướng trọn trái tim và ánh mắt về phía ta, và để chữa lành ta, giải thoát ta khỏi cái gông cùm của ma quỷ, để mang lại sự sống cho ta, thì Thiên Chúa đã kiên trì rồi hạ mình xuống và dám đánh đổi tất cả, kể cả chịu sỉ nhục, mất mạng sống của Ngài, chứ đâu có phải thật. Thưa anh chị em, bài phúc âm ngày hôm nay không chỉ cho ta một bài học về lòng kiên trì, khiêm tốn, cầu xin và vững bước trước những cái sóng gió của niềm tin, nhưng mà còn mở cho ta thấy một cái tình yêu tràn đầy như cái tình mẫu tử mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Và thử hỏi, trước tình yêu bao la như thế, mình phải làm gì để đáp lại tình Chúa đây? Ngày hôm nay Thiên Chúa chỉ cho ta một nẻo đường, đó là hãy giữ ngày Sa-bát, ngày Chúa Nhật. Trong cái bài đọc thứ nhất của phục vụ lời Chúa tuần này đó, có nói rằng tất cả những ai giữ ngày Sa-bát không hề sai lỗi và trung thành với giao ước của ta, thì ta sẽ dẫn chúng lên núi thánh và ta sẽ cho chúng niềm vui. Thưa anh chị em, Chúa mời gọi ta hãy giữ ngày Sa-bát, ngày Chúa Nhật. Chúa muốn đưa ta lên núi thánh và ban cho ta niềm vui tràn đầy. Chúa mời gọi ta giữ ngày Sa-bát. Và giữ ngày Sa-bát phải chăng là đi lễ Chúa Nhật, đi cho xong để về còn đi làm, phải chăng là thế? Hãy nhìn lại bài phúc âm để khám phá ra cái khía cạnh cần thiết. Đó là người đàn bà đến với Chúa, bày tỏ niềm tin vào Ngài, nhưng mà đồng thời lại hướng về người khác, cụ thể là đứa con trong yêu thương. Nói cho ngắn gọn là bà đã sống tin yêu. Và chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ Chúa Nhật để diễn tả cái niềm tin của mình, nhưng đồng thời cũng phải hướng đến tha nhân trong yêu thương. Ngày xưa sau thánh lễ, người ta dành giờ cho gia đình, người ta đi thăm viếng nhau, người ta đi giúp những ai cần tới sự giúp đỡ, người ta phục vụ cộng đoàn qua việc dạy giao ly,
Người ta đi dọn nhà hay là chăm sóc cho những người nghèo, người cô thế cô thân. Tức là vừa hướng đến Chúa trong niềm tin, nhưng đồng thời cũng vừa hướng về anh chị em trong tình yêu. Thành ra khi dự ngày Chúa Nhật như thế, thì lời Chúa khẳng định là ta sẽ cho chúng niềm vui. Sống ngày Chúa Nhật như thế, thưa anh chị em, chắc chắn ta sẽ được chữa lành. Sự chữa lành chính mình, chữa lành gia đình, và chữa lành cả trong các mối liên hệ với mọi người xung quanh chúng ta. Amen. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo hãy cứu trợ nạn nhân hạn hán ở Đông Phi. Tin Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Timothy Dolan của New York, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Đức cha Gerard Kikanas của giáo phận Tucson, kiêm giám đốc cơ quan cứu trợ Công giáo, đã kêu gọi các giáo phận tại Hoa Kỳ hãy quyên góp cho 12 triệu nạn nhân hạn hán ở Đông Phi Châu. Trong một lá thư gửi cho các giáo phận Hoa Kỳ, hôm thứ Ba ngày 10 tháng 8, Đức cha Dolan và Đức cha Kikanas viết: "Mỗi ngày chúng ta lại biết thêm những tin tức thật đau lòng về nạn hạn hán và nạn đói ở Somalia và vùng Đông Phi Châu. Chúng ta thấy hàng triệu người bị buộc phải bỏ nhà, để lại đằng sau một ít đồ đạc sơ sài và đi bộ hàng mấy ngày trời trên vùng đất khô cứng. Đó là những người cha, người mẹ mất con, và đó là những trẻ thơ mồ côi cha mẹ. Đây là một cơn khủng hoảng đau lòng đang kêu gọi sự giúp đỡ từ những người Kitô hữu khắp thế giới." Đức Thánh Cha trong một vài dịp đã kêu gọi những người Công giáo hãy quảng đại, đáp ứng trước những nhu cầu to lớn của anh chị em tại Đông Phi Châu. Giám mục Công giáo Anh Quốc đã lên án vụ hỗn loạn trong nước. Tin Anh Quốc, Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, người đứng đầu giáo hội Công giáo tại Anh Quốc, đã cực lực lên án vụ bạo động và hỗn loạn đã xảy ra trong nước từ mấy ngày nay. Ngài nói là, quang cảnh đã xảy ra trong mấy đêm nay
tại các khu vực trong thành phố London quả thực đã làm người ta phẫn nộ. Các vụ bạo động giết người và cướp bóc đáng bị lên án. Những người vi phạm luật lệ đã xem thường phúc lợi và sự an lành của người dân trong xã hội. Và cho chúng ta thấy họ đã gạt bỏ qua một bên các nguyên tắc văn minh căn bản nhất, cũng như họ đã đánh mất sự lương thiện của con người. Lời phát biểu của Đức Cha đã được công bố, trong khi tại nhiều thành phố của Anh Quốc như Birmingham, Nottingham, Liverpool and Bristol, các hành động phá hoại, bạo động và cướp bóc vẫn còn tiếp diễn với cường độ như ở London. Tối ngày thứ Tư, mùng 10 tháng 8, lực lượng cảnh sát quốc gia Anh Quốc phải tung ra đến 16.000 nhân viên công lực trong thành phố London để đối phó với quân phá hoại an ninh công cộng. Thủ tướng Anh Quốc David Cameron đã phải gián đoạn cuộc nghỉ hè tại Ý để đối phó với tình hình và cho biết: "Chúng tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì để vãn hồi an ninh và ổn định đời sống tại Anh Quốc." Đồng thời, các nhà lập pháp đang nghỉ hè cũng được triệu hồi trở lại nhiệm sở cấp tốc. Đức cha Nikos nói tiếp: "Trước những khó khăn này, sự dấn thân của cả cộng đồng là một hành động cần thiết để cho thấy rằng khủng hoảng khiến cho dân chúng trong xã hội hành xử một cách tích cực, chứ không phải tiêu cực và thụ động. Tôi tin chắc rằng trên cương vị một công dân công giáo, chúng ta phải đóng góp công sức với những nguyên tắc đạo đức rõ ràng mà chúng ta được dạy dỗ, với tất cả lòng yêu nước, tính lương thiện và lời cầu nguyện. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm và sự quyết tâm để sống một cách đầy nhân phẩm cho phúc lợi chung của xã hội." Sau đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, giám đốc TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Đức Mẹ Hằng Cư Giúp, với đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh tại Việt Nam, hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 8 vừa qua, trong dịp ngài viếng thăm Hoa Kỳ. Kính thưa quý khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cư Giúp, hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp chuyện với đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dòng Đa Minh. Ngài là giám mục giáo phận Vinh tại Việt Nam. Để cho quý vị có biết sơ qua về một chút về tiểu sử của ngài, chúng tôi cũng xin nói qua. Ngài sinh ở Nghệ An, đã vào Tập viện Đa Minh ở Vũng Tàu, và sau đó ngài học Học viện Đa Minh ở Vũng Tàu và Thủ Đức, tốt nghiệp cử nhân triết học Đông phương tại Đại học Văn khoa Sài Gòn vào năm 71, thụ phong linh mục tại Sài Gòn năm 72. Ngài được nhà dòng Đa Minh cử đi học tại Đại học Fribourg ở Thụy Sĩ từ năm 72 đến 78 và tốt nghiệp tiến sĩ triết học Tây phương. Từ năm 78 đến 79, ngài học chính trị kinh doanh tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Từ năm 81 đến 86, ngài được làm giáo sư tại phân khoa thần học Lima ở nước Peru, Nam Mỹ. Và từ năm 84 đến năm 91, ngài là giáo sư và là giám đốc học vụ của Học viện thần học Johann III tại Lima, Peru. Và từ 89 đến 94, ngài làm việc ở trung tâm nghiên cứu Bartolomé de las Casas ở Lima, Peru. Năm 94, ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học Đức Mẹ Lên Trời ở Sao Paulo, Brazil, Ba Tây. Từ năm 96 đến năm 2004, ngài là giáo sư tại phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino ở Roma. Từ năm 2004 đến năm 2007, ngài làm giám đốc học vụ của tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Và từ 2004, ngài là thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. 2006, ngài là thành viên của Ủy ban Từ vựng Công giáo. Và đồng thời ngài cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, được thành lập để gặp gỡ, trao đổi, thảo luận và học hỏi của những người công giáo dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội Việt Nam theo tinh thần phúc âm. Ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Vinh ngày 13 tháng 5 2010, và ngày 23 tháng 7 ngài được thụ phong giám mục tại Vinh. Và như thế cho đến nay ngài đã được hơn một năm giám mục. Trước hết chúng con xin kính chào đức cha đã đến với chúng con sau khi đức cha thụ phong giám mục vào năm ngoái. Riêng với cá nhân con thì con gặp đức cha khi cách đây phải 4 năm, khi con đồng tế với đức cha trong thánh lễ hôn phối của một người quen ở thành phố Downey gần đây. Chúng con xin kính chào đức cha. Kính chào cha giám đốc, và được gặp lại cha trong buổi mạn đàm hôm nay. Và
qua đài truyền hình Ánh Sáng Niềm Tin xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Và tôi rất hân hạnh được cùng chia sẻ với cha giám đốc về một vài ưu tư cũng như vài bận tâm của chúng ta. Vâng, cảm ơn Đức Cha rất là nhiều đã bỏ giờ đến với chúng con. Chúng con biết rằng Đức Cha rất là bận, vậy thì chúng con không dám mà dài dòng. Chúng con xin đi thẳng vào ngay câu hỏi. Thưa Đức Cha, trong cái kỳ mà Đức Cha về giáo phận Vinh vào ngày 27 tháng 5 2010, sau khi được Tòa Thánh bổ nhiệm đấy, thì trong bài diễn văn gọi là khai khẩu của Đức Cha với anh chị em ở giáo phận Vinh, thì Đức Cha có lặp lại lời của Thánh Augustino: cùng với anh em tôi là Kitô hữu, vì anh chị em tôi là giám mục. Thế thì hơn một năm làm giám mục với tư cách là Kitô hữu là một niềm vui và một nguồn ơn cứu độ. Thế thì xin cha cho biết cái niềm vui đó là như thế nào, và đồng thời với vai trò mục tử và với những nỗi thách đố và âu lo thì Đức Cha cho chúng con cũng được biết sơ qua. Cảm ơn cha vì câu hỏi rất là ý nghĩa đó. Thực sự ra thì tôi được đào tạo trong một dòng chuyên môn hoạt động về giáo dục cũng như giảng thuyết. Và trong suốt thời gian trước đó thì tôi hoạt động cũng trong mục vụ về giáo dục. Và có thể nói tiếp xúc nhiều với giới trí thức trong cũng như ngoài giáo hội nhiều hơn. Sau đó thì tôi cũng có đi hoạt động với giới sinh viên và với những người nạn nhân hay là bệnh nhân của HIV/AIDS cũng như các trẻ em bụi đời, thì thành ra cái lĩnh vực hoạt động khác. Sau một năm trở về Vinh thì tôi có cơ hội để đi vào đời sống mục vụ hơn, và đặc biệt để tiếp xúc với người dân, được hưởng được cái niềm vui và nỗi buồn của người dân, được chia sẻ với họ. Có một kinh nghiệm tôi xin kể la là như thế này. Sau cái ngày tôi được tấn phong thì ngày hôm sau tôi về để dâng thánh lễ tạ ơn tại nơi mà tôi sinh ra, mặc dù như cha biết là ở cái kỳ cải cách ruộng đất năm 54 thì thân sinh tôi bị tử hình và gia đình tan tác và đi vào Nam. Hiện thời chỉ có lẽ không còn ai ở đấy, chỉ còn vài người họ hàng thôi. Nhưng mà trở lại quê hương, trở lại vùng nơi mà tôi đã sinh ra thì rất là vui, niềm vui. Và sáng hôm đó tôi khi tôi thức dậy, tôi thấy một đoàn xe dài đậu trước tòa giám mục. Và trên xe đó tôi thấy có mấy cái xe 7 chỗ và có một xe là để cái hình lớn ở trên đó. Trước đó có xe để ô bác lơ thì tôi không hiểu là cái gì, tôi nhìn rõ hóa ra là hình tôi. Vì tôi xuống tôi thấy vừa lạ, tôi xuống tôi mới hỏi thì mới biết rằng là giáo dân họ tổ chức đưa lên khoảng mười mấy 20 chiếc xe hơi đó để sẵn đó. Rồi trên một chiếc xe hơi thì có hình của tôi, rồi đằng trước có loa. Rồi hỏi ra thì mới biết họ định rước tôi từ tòa giám mục để về đến làng Anh quê tôi khoảng trên 20 cây số. Và trên 20 cây số đó thì họ cũng đã có nhạc, có loa để phát, như là chúng ta cũng đi rước ở Vinh, như là ban tuyên truyền ở Vinh nhiều khi họ cũng đi rước ảnh Hồ Chủ tịch vậy đó. Thì tôi xuống là tôi nghiêm nét mặt, tôi yêu cầu họ phải đi về, vì thứ nhất là không thể biến một cuộc về lễ tạ ơn của một giám mục như là ông tràng về làng, và cũng không thể tạo một cách đám rước như vậy. Và sau đó với cái thái độ cương quyết của tôi thì họ đưa xe về, hạ ảnh xuống, rồi tôi yêu cầu họ về trước. Tuy nhiên sau đó hơn một tiếng thì tôi về làng.
khi đến gần làng thì một số xe họ cũng nấp sẵn đó, họ đi theo đoàn. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi thấy rằng không thể, mình không thể biến cái những cái lễ của giám mục như là một cái lễ hội hay là để tôn vinh một cá nhân. Và tôi sợ rằng những tiếng kèn, tiếng trống đó có thể cũng làm cho tôi nghiện. Và sau này nếu đi đến nơi nào mà không có tiếng kèn, tiếng trống thì mình lại nghĩ rằng giáo dân họ không ngoan đạo chăng. Tuy nhiên trong thực tế thì tôi thấy khác. Khi tôi vào một vài xứ ở Quảng Bình chẳng hạn, và những nơi mà đèo heo hút gió, thì tôi cũng yêu cầu giáo dân là không được cờ quạt, không được đón tiếp. Vì tôi nghĩ họ cũng làm như là họ định làm ở quê tôi. Tuy nhiên sau đó giáo dân họ nói với tôi rằng là ở đây suốt bao nhiêu năm không được đón rước các cha, nhiều khi không được cặp cờ ra ngoài khuôn viên của nhà thờ, và ngay trong khuôn viên nhà thờ cắm cờ cũng không được. Thì họ muốn là nhân dịp đức cha mới về để cho họ được bày tỏ niềm vui, để cho họ được nói lên cái niềm tin và cái quyền của họ. Thì chính vì vậy tôi lại chấp nhận và thấy là vui được đồng hành với họ, và cũng cho họ có thể là được đem đón rước với xe gắn máy, nhưng mà với một điều kiện là yêu cầu tất cả những người đi xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm và đi có trật tự, vì sợ rằng trong ngày vui mà lại trở thành nỗi buồn. Thì tôi rất là, và tôi đi rất nhiều, có những chỗ như là ở cái vùng Tây Bắc của Nghệ An là coi như vùng bị xóa sổ xưa nay, xóa trắng tôn giáo. Thì chính những nơi đó khi tôi đến thì giáo dân tụ họp đông, và nhờ cái tụ họp đông vậy thì chúng tôi có cơ sở để xin nhà nước công nhận có điểm sinh hoạt tôn giáo mới. Thì tôi thấy đó là niềm vui, niềm vui sự hiện diện của một giám mục thì gây lên một cái khí thế, đem lại cái niềm tin, sự tự tin cho giáo dân. Những nơi mà, nhất là những nơi mà coi như là không có sinh hoạt tôn giáo, thì đó là niềm vui của tôi được phục vụ. Và trong những nơi đó thực sự ra khi tôi đến thì họ cứ cầm ngón bàn tay của tôi, họ truyền nhau rồi họ hôn. Mình rất là ngại, nhưng mà sao phải hiểu cái tâm trạng và cái niềm vui của người giáo dân. Đó là vế thứ nhất. Còn vế thứ hai thì đâu là những khó khăn. Về lại giáo phận Vinh, một giáo phận ba tỉnh và với 500.000 giáo dân, và hơn nữa là một giáo phận bị tàn phá nhất trong thời chiến tranh. Và từ năm 45 giáo phận Vinh đã gặp khó khăn. Trong Nam chỉ có sau 75, ở ngoài Bắc một nơi là sau năm 54, trong khi ở Vinh thì từ năm 45. Thành thực ra có rất nhiều khó khăn, có rất nhiều vấn đề cần phải xây dựng lại, rồi cũng có rất nhiều vấn đề phải tái thiết. Trong thời gian vừa qua thì nhờ ân trên và nhờ sự tận lực của các cha, các thánh đường được tái thiết rất nhiều. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là có thể tiếp tục vấn đề xây dựng thánh đường như vậy không? Vì có những nơi chỉ có 300-400 người nhưng mà xây thánh đường rất là cao. Nhất là cái tháp của mình nhiều khi phải cao hơn cái tháp bên cạnh. Thì chính vì vậy chúng tôi đã suy nghĩ, đã lập nên ban xây dựng để nghiên cứu trước khi muốn xây dựng, phải hiểu xem ở đấy có bao nhiêu người và nhà thờ nên xây dựng như thế nào. Vì sợ rằng nếu để cho lòng nhiệt thành của người dân thì sau này họ sẽ khổ, vì chính họ phải nai lưng ra để hoàn tất cái nhà thờ.
có lẽ thời giờ không có nhiều, tôi tạm ngừng ở đó. Vâng, cảm ơn Đức Cha cho chúng con được biết qua về cái niềm vui cũng như những thách đố của Đức Cha khi về giáo phận Vinh trong hơn một năm qua. Một điều khác mà giáo dân cách riêng, cách giáo dân Việt Nam ở hải ngoại cũng quan tâm, đó là những công việc của Đức Cha trước khi mà Đức Cha thụ phong giám mục, đó là câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình. Và sau đó Đức Cha được Hội đồng Giám mục Việt Nam đồng ý đưa Đức Cha vào chức vụ Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Đó là một ủy ban mới được thành lập đây. Xin Đức Cha cho chúng con biết sơ qua về hoạt động của câu lạc bộ này. Và trên nguyên tắc hiện nay Đức Cha vẫn còn là chủ tịch câu lạc bộ thì phải. Và đồng thời trong vai trò chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, công việc của Đức Cha đến nay như thế nào? Kính thưa câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình là một cố gắng của một nhóm anh em để làm sao có một chỗ để thảo luận mạn đàm về một số vấn đề liên quan đến giáo dục, liên quan đến y tế, liên quan đến quyền lợi con người cũng như là quyền lợi của đất nước. Thì chính vì vậy, sau rất nhiều khó khăn, chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ. Và câu lạc bộ vẫn thường xuyên có những cuộc thảo luận, những buổi tọa đàm. Vì chúng tôi dùng chữ tọa đàm vì theo luật lệ Việt Nam, nếu mà tổ chức một cuộc hội nghị thì phải có xin phép Trung ương. Nếu mà tổ chức một cuộc hội thảo thì cũng phải xin phép ở trên. Trong khi đấy thì tọa đàm thì lúc đó không phải xin phép. Thì đó là một cách để có thể biết mà xử lý để ứng với hoàn cảnh. Thì chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều cuộc tọa đàm. Mỗi năm luôn luôn có 2-3 cuộc tọa đàm. Và cái cuộc tọa đàm cách đây 2 năm là cuộc tọa đàm mà có sự đóng góp nhiều của xã hội dân sự. Đó là Biển Đông và Hải đảo Việt Nam năm 2009. Và lúc đó thì tàu Trung Quốc đã đến và đánh phá cũng như là cưỡng chế các thuyền của Việt Nam, thuyền đánh cá của người Việt Nam. Nhưng mà không ai dám gọi cái thuyền đó là tàu, đó là tàu của Trung Quốc, mà chỉ gọi là tàu lạ. Chúng tôi là một trong những nhóm đầu tiên đã nói về tàu đó là tàu nào. Người ta hỏi tôi tàu đó là tàu gì, tôi đã nói theo tôi nghĩ tàu mới hay tàu cũ, tàu to hay tàu nhỏ, tàu lạ hay tàu quen, đều là tàu cả. Và cái câu nói đó trở thành một câu nói đùa nhưng mà câu nói thật cho đến hôm nay. Rồi tiếp theo đó thì câu lạc bộ vẫn tổ chức những cái cuộc, đang chuẩn bị để tổ chức một cuộc tọa đàm mới về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Và vừa rồi ở Sài Gòn, trong cái vụ Biển Đông, thì cái nhóm mà xuống đường đầu tiên để mà bảo vệ Biển Đông đó, để nói lên tiếng nói Biển Đông, thì cũng là thành viên của câu lạc bộ tổ chức với một số nhân sĩ và trí thức của Việt Nam. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục vấn đề đó và tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề liên quan đến con người, liên quan đất nước, đặc biệt là vấn đề Biển Đông và hải đảo Việt Nam hôm nay. Vâng, cảm ơn Đức Cha cho chúng con biết qua về những điều đó. Theo con được biết thì cách đây mấy ngày, ngay cả bên công an Hà Nội cũng đã nói rằng đó, việc biểu tình đó là biểu tình yêu nước. Nhưng mà còn việc là đạp vào mặt người biểu tình hay không thì đương nhiên ai mà coi cái video clip cũng biết ngay. Thì bây giờ đối với vấn đề của Đức Cha trong cương vị là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình đấy, thì thật sự trong thời gian qua, cũng những người Việt Nam, công giáo Việt Nam ở hải ngoại nói riêng cũng như cộng đồng Việt Nam hải ngoại nói chung cũng nhận ra rằng là Đức Cha cũng đã hoạt động hết sức là tích cực trong vấn đề những kiến nghị về vấn đề ở ngoài Trung, ngoài Đà Nẵng, rồi ở trong Nam, các tu viện của các nữ tu ở Hà Nội v.v. Thế thì
được biết rằng là sau những lần kiến nghị như vậy, hình như là những cái lá đơn, thư từ hay là những điều mà chúng ta yêu cầu giải quyết thỏa đáng về mặt pháp luật, hình như là nó rơi vào trong quên lãng, thinh không. Thì Đức Cha nghĩ sao về những cái việc chúng ta, Đức Cha đã làm, đang làm, Đức Cha cho chúng con được biết qua? Đúng vậy, một số người cũng nghĩ như là Cha Giám Đốc vừa nhắc đến, và bản thân tôi cũng thấy vậy. Có một số kiến nghị, như kiến nghị về bố xít, hay là kiến nghị về vụ án của tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ. Và trong một số kiến nghị mà tôi đã ký thì cũng có rất nhiều nhân vật tên tuổi như là Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước, và rất nhiều nhân sĩ có tên tuổi, nhưng mà theo cách làm của Việt Nam hôm nay thì chưa thấy có trả lời chính thức. Thì chính vì vậy cái kiến nghị chúng tôi về Cồn Dầu thì cũng vậy thôi. Tuy nhiên xét theo phương diện khác thì một số kiến nghị cũng đã được chấp nhận, hay là được thực hiện theo một cách thế khác của mình. Chẳng hạn như cái lần đầu tiên năm 2009, khi mà lần đầu tiên câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình, hình như là một cái câu lạc bộ thuộc xã hội dân sự và của nhóm Công giáo tổ chức Biển Đông và Hải đảo, thì lúc đó tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chính bản thân tôi cũng nhận được những cú điện thoại lúc 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Nhưng mà lúc đó họ cấm, làm hết sức để cấm. Nhưng mà một năm sau thì lại một số cơ quan của nhà nước liên hệ đến vấn đề biên giới, yêu cầu chúng tôi in tập sách đó với vấn đề phí tổn họ chịu. Và rồi sau đó thì cái tàu lạ là nói là tàu Trung Quốc. Và cũng như là cái cuộc biểu tình, thì những lần đầu nhóm của chúng tôi với một số nhân sĩ tổ chức ở Sài Gòn đó, thì vẫn là bị đàn áp. Rồi ở Hà Nội đàn áp rất là nặng, như Cha vừa nhắc đến. Nhưng mà sau đó ông giám đốc công an của Hà Nội lại công nhận những cái người biểu tình như vậy đó là những người chứng tỏ lòng yêu nước. Thì một cách nào đó, phải chăng một số điều mà chúng ta đã đòi hỏi đã được công nhận? Nhưng mà trên tất cả, dù được công nhận hay không, công nhận ít hay công nhận nhiều, thì tôi nghĩ rằng những gì liên hệ đến lẽ phải, đến công bình và theo sứ vụ cũng như là lương tâm, thì chúng tôi nghĩ chúng tôi phải nói lên. Nếu mà thời đại này chưa công nhận thì thời đại khác. Và chúng tôi nghĩ nó liên hệ đến cái sứ vụ loan báo tin mừng, nó nằm sâu xa hơn ở chuyện đó. Vâng, cảm ơn Đức Cha đã giúp cho quý khán thính giả quay lại cái nguồn của chúng ta, chính là chức Chúa Giêsu Kitô. Và cả 2000 năm nay giáo hội vẫn tiếp tục cái loan truyền sứ mạng giải thoát con người mà Chúa Giêsu đến để đem lại cho con người nhận ra được cái phẩm giá của mình, và nhất là đó là con cái của Chúa, và mọi người đều phải tôn trọng cái phẩm giá đó. Cũng xin cho Đức Cha cho chúng con được biết qua về cái điều mà chúng con cũng muốn nói đến, đó là việc thực hiện cái công lý và hòa bình đấy. Xin Đức Cha cho biết rằng trong vai trò mà huấn luyện, hoặc là làm sao mà để cho những người tín hữu Kitô giáo, những người Công giáo nhận thức được rõ ràng hơn cái vai trò của mình là những người Kitô hữu trong vấn đề cổ võ công lý và hòa bình. Bởi vì đây không phải là một vấn đề chính trị, bởi vì đây là vấn đề như Đức Cha nói, đó là vấn đề con người. Thì có cách thức nào để mà mình có thể giúp cho họ ý thức được điều đó hay không? Cảm ơn Cha. Đây là một vấn đề sâu xa. Và đây là vấn đề nó liên hệ đến căn tính của Ủy ban Công lý Hòa bình, cũng như chiều kích xã hội của tin mừng. Vì Ủy ban Công lý Hòa bình của Hội đồng Giáo mục Việt Nam được thành lập
mới được thành lập, và liền sau khi được thành lập thì có một số chuyện như là Cồn Dầu. Thành thử ra cái văn thư đầu tiên của chúng tôi liên hệ đến Cồn Dầu, rồi sau đó vấn đề Sóc Trăng, rồi sau đó vấn đề một vài người gặp khó khăn với công an, rồi hơn nữa là vấn đề hải đảo và Biển Đông. Thành thực ra một số người có lẽ là biến cái Ủy ban Công lý Hòa Bình như là Ủy ban đi đòi đất, đòi nhà, hay là vấn đề để có ai bị bắt thì gửi thư đến Ủy ban Công lý Hòa Bình biến chúng tôi thành một thứ bao công. Nhưng mà thực sự đã không phải như vậy. Ủy ban Công lý Hòa Bình là nói lên quan điểm của giáo hội về vấn đề xã hội, kinh tế, vấn đề chính trị, quan điểm của giáo hội về vấn đề công người, về vấn đề con người, vấn đề mối sinh, quan điểm của giáo hội về cuộc sống. Thì thành thử ra nói một cách sâu xa hơn, đây là liên hệ đến chiều kích xã hội của Tin Mừng. Thì thành thử ra vấn đề nó nằm ở đó, làm sao giúp người Công giáo hiểu rõ hơn cái nhiệm vụ và cái sứ vụ của mình, làm sao đem đạo vào đời, làm sao giúp người Công giáo cũng dấn thân vào trong những hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị để biến đổi xã hội từ ánh sáng, từ sứ điệp của Tin Mừng. Chính vì vậy, cái vấn đề nó liên hệ đến đào tạo con người và huấn luyện con người. Phương pháp nào? Trong cuốn sách Một cái nhìn về giáo huấn xã hội Công giáo, thì khi nhìn lại những kết quả của giáo huấn xã hội Công giáo, thì trong cái chương cuối cùng, trong cái lời kết cuối cùng, tôi nêu câu hỏi là xưa nay nếu đọc các văn kiện, nếu đọc các sứ điệp, thì ta thấy không có một giáo hội nào có những sứ điệp rất đẹp, rất hay về vấn đề xã hội, vấn đề phát triển, vấn đề kinh tế như là giáo huấn xã hội Công giáo. Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả thì tôi chưa thấy bao nhiêu. Và có lẽ những vùng mà nhiều người Công giáo hơn thì theo thống kê tôi thấy bất công cũng như chênh lệch giữa giàu và nghèo không thấp hơn. Thành thực ra bây giờ phải làm sao? Tiếp tục nói và đòi hỏi, hay là có cách nào để giúp người Công giáo làm và đưa ra những sáng kiến mới, sáng kiến cụ thể hơn? Thì câu hỏi đó tôi đang đặt ra cho chính tôi. Và dĩ nhiên cũng rất mong quý thính giả cũng như ban giám đốc cộng tác để tìm một câu trả lời thích đáng hơn. Vâng, cảm ơn Đức Cha rất là nhiều đã đến với chúng con ngày hôm nay. Thật sự như Đức Cha nói, cuối cùng ra trên con đường tìm kiếm sự thật vẫn luôn luôn là một cái thách đố, và chính mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm đó, không ai khác hơn, phải là người Công giáo chúng ta phải nhìn điều đó trước hết. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta sống bác ái, công bằng với những người chung quanh của chúng ta, và từ đó chúng ta với cái cộng đoàn của chúng ta, với xã hội của chúng ta, thì chắc chắn rằng những cái điều mà chúng ta đang theo đuổi trong vấn đề cổ võ công lý và hòa bình mà giáo hội đưa ra, thế nào cũng có những kết quả tốt đẹp mà Đức Cha cũng đã trình bày qua. Thì chúng ta cũng đặt để tất cả những cái hoài bão của chúng ta, những hy vọng chúng ta vào trong tay Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta trong cái khả năng sức lực của mình, chúng ta cũng có một tay thôi. Đức Cha có thể cho một cái lời cuối cho quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhân dịp này xin chân thành cảm ơn lời mời của cha giám đốc, và cũng xin chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Ánh Sáng Tin Mừng, và cũng ước mong rằng Tin Mừng càng ngày càng đi vào cuộc sống, và cũng ước mong rằng người Công giáo ý thức được sứ vụ và vai trò loan báo Tin Mừng. Chúng ta có lẽ nên tích cực bước từ giai đoạn giữ đạo
sang sống đạo và loan báo tin mừng. Nhìn lại con số những người Công giáo ở Việt Nam suốt bao nhiêu năm qua, không những ở Việt Nam mà ở hải ngoại, ta thấy rằng đa số sự tăng trưởng của chúng ta tăng trưởng cơ học. Làm sao như Đại Hàn, làm sao như một số anh em Tin Lành, để chúng ta sống và loan báo tin mừng cho anh em ngoài Công giáo của chúng ta. Và đó là sứ vụ của chúng ta. Và trong cái sứ vụ đó thì giáo huấn xã hội Công giáo có thể cũng đóng góp một phần. Vâng, cảm ơn Đức Cha rất là nhiều. Chúng con cầu mong sao Đức Cha có dịp đến với chúng con một lần nữa. Nhưng mà cho đến lúc đó thì chúng con cũng thay mặt cho quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như là ban truyền thông của Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại nói chung, chúng con xin kính chúc Đức Cha được dồi dào sức khỏe và được muôn ơn lành từ tay Chúa Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, để rồi Đức Cha đem lại cái niềm vui cho những người dân địa phương đã đành, những giáo hữu địa phương. Nhưng mà đồng thời, trong vai trò là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Đức Cha làm sao cho những người Công giáo chúng ta được nhìn ra cái sự thật, để rồi từ đó chúng ta cố gắng sống gương mẫu của một người đã được Thiên Chúa Giêsu đã giải thoát và đem cái sự giải thoát đó đến cho những người xung quanh. Xin cảm ơn Đức Cha rất là nhiều. Chân thành cảm ơn cha và cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, Giám đốc TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh tại Việt Nam, vào hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 8 vừa qua, trong dịp Ngài viếng thăm Hoa Kỳ. Xin thân ái kính chào. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trong những ngày gần đây, chúng ta nghe rất nhiều tin tức tiêu cực từ Việt Nam cho đến toàn thế giới. Nào là tòa án phúc thẩm ở Việt Nam xử bất công khi y án 7 năm tù giam đối với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, một người dám binh vực cho người dân oan. Nào là việc kết án độc đoán 3 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với giáo sư Việt Kiều Phạm Minh Hoàng vì dám nói lên sự thật về sự tha hóa của chế độ Cộng sản bậc nhân. Nào là giáo hữu giáo phận Vinh bị chính quyền địa phương dồn ép tước đoạt đất đai của nhà thờ khiến họ phải xuống đường đòi hỏi công lý. Nào là rối loạn và đốt nhà hôi của ở bên Anh. Nào là nạn hạn hán và nạn đói ở miền Đông Phi Châu. Nào là kinh tế thế giới đang bị tụt dốc. Và biết bao nhiêu tin tức tiêu cực khác, có khi từ chính trong gia đình chúng ta. Trước những biến cố không vui như thế, rất dễ dàng cho chúng ta đâm ra thất vọng, ngã lòng. Nhưng như là những con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được cứu độ nhờ giá máu của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi đối diện với những biến cố trong cuộc đời với niềm tin tưởng cậy trông. Vì thế, chúng ta hãy mạnh dạn dấn thân trong cuộc sống, trong niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và trong sự liên đới với tha nhân. Thiết tưởng, hơn ai hết, chính những người trẻ giúp chúng ta nhận ra rằng, dẫu cuộc sống có nhiều lúc chông gai gian khổ, chúng ta vẫn có thể đối diện với nó bằng niềm tin và niềm hy vọng. Chính trong tâm tình đó mà trong tuần lễ này, chúng ta sẽ hiệp ý hiệp lòng với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8, quy tụ cả triệu bạn trẻ Công giáo khắp nơi trên thế giới để chia sẻ niềm tin yêu vào Thiên Chúa cũng như sự cam kết cho lý tưởng dấn thân phục vụ tha nhân. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho những người trẻ đang trên đường tiến về Madrid dự Đại hội Giới Trẻ, và cho ông bà và anh chị em. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả.
Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thương mến, yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện duy trì và phát triển chương trình ngày một tốt đẹp hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997. Điện thư tv@tvastm.net. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui của Thiên Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.